Va ficar maluco. Isso é muito. É. Vou comprar lá já motor. Nós estamos a trabalhar. Chefe, eu agradeci muito. Sim. Nosso trabalho está saindo bem. Sabe, né? Sim. Porque. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của sống ở châu Phi. À, hôm nay là cuối tuần các bạn, anh em mình đang ngồi đây. Hôm nay chủ nhật. Thì nói chung hôm nay chủ nhật thì sẽ để cho mọi người nghỉ ngơi buổi chiều. Chiều thì mấy anh em sẽ ra kia tưới cái chỗ cái vườn rau hôm qua mới trồng. Đó, còn ngày hôm nay mình vào đây thì cũng muốn thông báo với cả tất cả anh em cùng với cả mọi người. Đấy là đợt rồi. Trời đang nắng rất to nhưng mà sấm bầm các bạn. Thì đầu giờ anh em mình có trồng được dưa lê, rồi là cây cải dưa, rồi là rau cải các thứ. Thì là vừa rồi mình mấy lần mình bán ấy thì là cũng được một cái số tiền. Hôm nay muốn thông báo với mọi người cùng với cả tất cả anh em luôn. Và mình cũng như lần trước mình có nói là toàn bộ cái số tiền đấy là sẽ để dành để mua sắm vật tư nông nghiệp, ví dụ như lân đạm, rồi là thuốc sâu các thứ. Còn dư thì là sẽ bỏ tiền ra để mua đồ các thứ cho mấy anh em làm ở trong farm. Thì đây là toàn bộ những anh em làm ở trong farm, có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có 2 người nữa, tổng là 11 người. Anh Laurensu thì không có đây, còn anh tổ trưởng ở trong bản Chipipa không có. Thế đây thì có anh Victor là con của bác trưởng thôn ở trong bản Chipipa đó. Thì một lát nữa mình cũng sẽ đi vào trong bản đấy luôn. Mấy lần mình bán thì có 2 lần, là một lần là mình mang dưa mới mang bí lên kênh trên cửa hàng nhà chị Hoài. Lần đấy là được 65.000, mình sẽ cộng vào đây luôn 65.000. Một lần sau mình gửi lên cho em Quân 50 cân nữa là được 50.000 nữa. Xong rồi một lần gửi cho vợ chồng nhà Tiến Tuti là được 78.000. Đó, cộng với cả là 3.000 tiền rau cả các thứ nữa, tổng là anh em mình được hơn 200.000 quan các bạn. Đó, 223.000. Đó, đây là cái số tiền anh em mình bán được nông sản. Thì cái số tiền này thì bây giờ cũng hôm nay cũng là mùng 10 rồi các bạn. Thì còn đâu vài ngày nữa là cũng chuẩn bị đến Giáng sinh, Noel rồi. Thì ở bên này mọi người biết là mọi người bên này theo đạo Thiên Chúa thì Noel sẽ là cái lễ Tết to nhất trong năm. Sau đó thì sẽ đây là đến Tết Dương lịch. Thì Noel thì thường thường là cũng giống như ở Việt Nam mình thôi. Khi mà anh em mình đi làm cho ông chủ hay bà chủ nào thế thì mỗi dịp lễ Tết thì thường thường các ông chủ bà chủ như ở Việt Nam mình thì đều có quà gửi về cho gia đình. Thì anh em mình bên này cũng như vậy, cũng giữ theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình ở Việt Nam mang sang bên này để cho mọi người cùng biết đó. Ta về hoje vem aqui sentar conversar, firmar assim, quero juntar para avisar o dinheiro que nós está vender melancia, couve e cana, não sei o que, tá vendo? Sim, sim. Porque daqui nada já tá no festa. Sim, sim. Yeah. Vamos juntar dinheiro, depois vamos comprar cada aqui um saco de arroz, caixa de aqui, uma balada de gasosa, não sei o que, óleo, dois mate, não sei o que. Tá vendo? Yeah. Ei, hey, mình sẽ đi lấy số tiền ra để cho anh em cùng xem. Đây là toàn bộ cái số tiền mình vừa rồi có thu hoạch được.
Aquí tenía tipo de 240.000. Ya. A ver, hay la nơi ăn là số bù ca đi. Chỉ để bôi nó bù ba bên, ba mà tên mà. Porque eu não quero dar povo. Você sabe muito bem, povo. Aqui não tá bem, trabalho bem. Sabe? Só que vem para trabalho e depois vai. Para pagar. Yeah. Não vem trabalho para depois dividir coisa para ele. Então agora esse tudo feijão aqui, quando recolher, vamos guardar. Até tipo. A tempo de cultivar próximo ano. Sim. Vamos vender, vai ganhar bem. Porque depois de recolher, você vender, todo mundo tem. Sim. Então, só cada quilo é tipo 200 ou 300 quilos. 300 quanto? Quilo, não dá ganhar. Mas o tempo de cultivar, pode vender 800 ou 1000 quanto. Yeah. Esse tempo, feijão, vai ser cada 1.200. Eu compro esse 1.200. Ah. Tá vendo? Yeah. Esse não vai sair 200, esse pode sair 1 tonelada. É verdade. É? Porque aqui mais ou menos nós já cultivamos aqui tipo 70 quilos de feijão, de cimento. Sim. É. Agora só você cuidar bem, porque essa coisa é só para ti, não é para mim. Tá vendo esse dinheiro? Esse dinheiro eu tenho plano assim, vamos guardar até tipo dia 20 ou dia 22. Vamos, né? Deixa eu vou ver a qualidade. E que já lixa lá de novo. No ente, já vai ganhar chujá. Natal, dia 25. É de segunda. Amanhã segunda, depois segunda. E outra segunda, terceira. Yeah. Então, dia 23. Dia 23 é sábado. Vamos comprar coisa. Oferecer para cada levar no casa dele. Fica a casa domingo, segunda-feira, terça-feira tudo está aqui. Tá vendo? Sim. Mas agora não pode sair tudo. Tem alguém tem que ficar aqui. Aí é. Não, mas Beto e Mingo tem que vir. Você dois tem que vir. Controlar. Sim, de manhã vem. Sim, de manhã vem girar. Tirar coisa, regador, regar. E arranca capim, não sei o que, não sei o que. Depois volta. É. Dia 24. Dia 25. Vai carregar domingo. É, domingo. Domingo. Dia 25, fica em casa. Sim. É. Ah, sim, tá bom. Yeah. Esse dinheiro guardar. Para comprar arroz. Sim. Troco, comprar óleo. Sim. Comprar sal. E gasosa. E eu vou aumentar. Tá bem. Negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manucatu é 10. Lourenço é 11. Miguel é 12. 12 pessoas que estão trabalhando aqui. Vai você como ficar aqui, tipo. Chefe do grupo do povo vem trabalho. Então, quando o povo vem, tem que mandar. Tá vendo? Sim. Ó. Estamos te dando aí, tchau, Fernando. Tchau, chefe. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Isso é muito. É? Vou comprar lá já motor. Mas estamos a trabalhar. É? Chefe, eu agradeci muito. Sim. Nosso trabalho está saindo. Tá vendo? Sim. Porque a primeiro dia, quando chegar aqui, eu já falo: você trabalha aqui, ganha teu salário. Sim. E agora ó, o dinheiro para vender coisa aqui no fazenda, vamos guardar. E depois vamos comprar coisa, vamos dividir tudo igual. Sim. Não é você trabalho de favor para mim, não. Tá vendo? Sim, sim. Se for dono angolano, esse dinheiro eu guardar, não vai mostrar você. Vai mostrar, sim. É verdade. Não é? Sim. Yeah. Então, essa coisa aqui, eu sou.
trabalho e filmar, apresentar nosso chefe. Porque eu também tenho chefe. Yeah, então, que coisa que foi bom ou não, ele vai controlar aqui. Yeah. E essa coisa já fala, vamos, apoio para tudo e boa festa para tudo. Só outra coisa, porque só eu quero você continuar o trabalho bem. E depois você vai ganhar bem. Tá vendo, né? Sim. Yeah. Muito obrigado. Đó các bạn, đây là cái số tiền mà thời gian vừa rồi anh em mình đã tổng kết và bán được. Đến ngày hôm nay là được 240.000. Số tiền này thì mình sẽ giữ lại. Đến như vừa đấy mình có nói rồi, thì đến giáp ngày Noel, tức là vào ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày thứ bảy. Thứ bảy của tuần sau nữa thì khi mà mình để anh em làm việc ngày thứ bảy xong thì đến sẽ đây mình sẽ mua đồ ở đây để phát cho anh em. Đó, đây là cái thành quả lao động của mọi người, là những người trực tiếp làm và ăn ngủ ở trong trang trại ngày đêm làm việc, và đã có thành quả như ngày hôm nay thì sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Đó, mình sẽ mua, trước mắt là mua cho mỗi anh em một bao gạo 25 cân, sau đó thì mình sẽ thêm tiền vào mua dầu ăn, mua nước ngọt, mua xà phòng các thứ, đại loại là những cái đồ sử dụng cho gia đình để cho tất cả mọi người cùng mang về để phụ giúp cho gia đình, cho vợ con những cái thời gian mà anh em đi làm xa không có nhà đó. Ngày hôm nay thì đã xong rồi, và một việc nữa là mình cũng muốn đi vào trong bản Chibipa. Đây là cái bản mới mình mới đến, thời gian vừa rồi mới đến đây thì cũng huy động mọi người đến đây làm việc. Thì nhân dịp cái đợt Noel năm nay thì mình cũng muốn vào trong đấy để tổ chức một cái lễ Noel cho mọi người ở trong khu vực nhà thờ. Thế nhưng mà mình chưa vào trong cái bản trong nhà thờ ở trong bản nhà Chibipa bao giờ cả. Là bây giờ mình sẽ nhờ anh Victor, là con của bác trưởng thôn, đi vào trong đấy để đưa mình vào trong xem xét trong khu vực nhà thờ để xem là nó có ok không, có điện đầy đủ hết tất cả mọi thứ để có thể là trang trí rồi tổ chức tiệc ở trong đấy không. Còn nếu không thì mình sẽ phải di chuyển đến một cái vị trí khác ở trong bản. Và bây giờ mình sẽ đi hỏi mấy anh em xem là Victor, con của bác trưởng thôn, trưởng bản. Rồi Victor. Can you hear my voice? Que eu quero dizer? É mesmo o nosso trabalho. Eu, no que eu nasci, ainda nunca trabalhei na empresa. Esse é desta vez. Só andava fazendo biscato. Viajar para Luanda, foi voltar e encontrar a família. Eu vi que o senhor Felipe chegou, encontrei emprego aqui. E eu agradeço muito. Eu agradeço muito mesmo. Para sempre, chefe. Sim. Rồi, anh giờ là chưa làm việc ở trong công ty bao giờ đây. Đấy nha anh bạn này. Canini. À, Kaliji. Sim. Sim, eu agradeço ao nosso chefe, o Felipe, que está feito por nós, que está trabalhando aqui nessa fazenda. Nosso trabalho está indo bem, o chefe está cuidando bem de nós. E gostaríamos de que o nosso trabalho avançasse em frente, para que nós continuemos a colher mais muito aqui nessa fazenda. É mesmo, é isso que eu quero. Está vendo? É isso que eu quero. Vai, depois vamos recolher mais muita coisa aqui. Okay. E colher muita coisa é para quê? É só para... É bolsa, vamos dividir. Yeah. Não é de tipo assim, você recolher de uma tonelada de feijão que eu que meter já no meu bolso, não. Tá vendo? Aguardar, vamos controlar quando o preço subiu muito, vamos vender. Tá vendo? Se uma tonelada de feijão, você vender cada quilo de mil, você sai 1 milhão. Nada, eu não compro a moto. Compro a moto, você vai morrer tudo. Você não viu de 4 homens aqui? Se uma semana no corpo dele, se não tem ferida, ele fica doente. Cada semana tem que cair 1 ou 2 vezes. Tá vendo, né? Yeah.
Và các bạn, ngày hôm nay thì anh em mình vào đây là chỉ muốn thông báo với tất cả anh em làm việc ở trong trang trại, đó là những anh tổ trưởng làm ở đây, là cái số tiền mà mình đã tích cóp được sau thời gian là từ khi bắt đầu vào đây tiếp quản cái khu vực đất này đến ngày hôm nay. Và cũng nói rõ là cái mục đích để sử dụng cái số tiền này đấy là mua đồ để tặng cho anh em nhân cái dịp là Giáng sinh năm nay các bạn. Thì cũng sắp đến Giáng sinh rồi, và đây là cái số tiền để mình sẽ giữ lại, và sau đó thì mình sẽ bỏ ra, mình sẽ bù vào thêm một chút nữa để mua sắm quà cho anh em. Nói chung là phải chu đáo tươm tất các bạn, bởi vì là cả năm thì cũng chỉ có một ngày lễ thôi, mà mọi người làm việc với mình thì nói chung là những anh em tổ trưởng đây thì là nói chung cũng rất là tự giác, nó cũng giúp đỡ mình rất là nhiều. Cũng có, phải nói thật luôn là có những anh em ở đây thì cái trang trại đến ngày hôm nay nó mới được như thế này đó. Mặc dù là nó cũng chưa được hoàn thiện, chưa được đẹp cho lắm, thế nhưng mà công sức của mọi người bỏ ra làm việc cũng rất là nhiều. Mình chỉ có đứng chỉ đạo anh em làm thôi, còn lại tất cả cái vấn đề làm việc về công việc nặng nhọc ở trong trang trại thì anh em đều làm cả rồi. Thế nên là toàn bộ cái số tiền này, những cái thành quả này thì là anh em sẽ là người được hưởng trực tiếp. Đó. Ok các bạn, thì thôi, video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn! Yeah.